Về quả đất thì có 5 điều Tâu Đại Vương. Nó tương tự với 5 đức tính của Sa Môn Hạnh như sau. Thứ nhất, dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đại tiểu tiện, vân vân, quả đất cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hành quả đất, dù ai khen, chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa, phỉ báng, không vì vậy mà vị sa môn dấy tâm bất bình, thương, ghét. Thứ hai, quả đất không hề trang sức, trang điểm cho mình, nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật thoa, vật thơm. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật vị sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức, phẩm hạnh của mình. Thứ ba, quả đất hằng nâng đỡ, che chở cho quốc độ, xóm làng, châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, vạn loài. Cũng vậy, vị sa môn phạm hạnh là người hằng siêng năng, làm nơi nâng đỡ, che chở cho chúng sanh, giáo huấn chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh tinh tấn tu tập thiện pháp. Thứ tư, quả đất dày đặc cả một khối, không chắp vá, không vỡ vạc, không rời từng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của vị sa môn phải được đúc thành một khối thuận nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lũng, chắp vá hoặc đứt rời ra từng điều được. Thứ năm, quả đất luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai, mà cũng chẳng luyến ái chúng sanh nào. Cũng vậy, tâm vị sa môn cũng phải bình đẳng, không thiên vị, chẳng thương bên này, ghét bên kia, thích chỗ này, bất bình chỗ kia. Cận sư nữ Kula Subhadra có nói: trước đây tôi có vọng động giết hại chúng sanh bằng đùi gậy hay bằng giáo mát. Tôi đeo tràng hoa, tôi thoa vật thơm và cảm thấy thỏa thích. Bây giờ học Phật, tâm tôi không còn bất bình, sân hận, không còn ngã chấp, luyến ái. Tâm của tôi giống như quả đất vậy, đúng là tâm của một bậc sa môn. Về nước, Đại Đức Na Tiền nói: nước có 5 điều cần phải được học hỏi, Đại Vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ, nhưng xin Đại Đức cứ giảng cho. Cũng được, Tâu Đại Vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo, do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời nói hay đẹp mà vừa lòng, đừng vì lời nói xấu ác mà mất lòng. Thứ hai, tính nước thường mát mẻ, dịu hòa. Bậc sa môn phải biết giữ tâm nhu hòa, từ ái, mát mẻ đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba, nước có công năng tẩy sạch,
giặt rửa những dơ bẩn, vị Sa môn cũng hằng tẩy rửa những bất tịnh xấu xa trong lòng mình y như thế. Thứ tư, nước là nhu cầu thiết yếu duy trì sanh mạng của tất cả chúng sanh. Vị Sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Thứ năm, nước hằng đem đến lợi ích, an vui cho người, vật, chim muông, cây cỏ. Từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa quả, rau trái, cho đến sông ngòi, suối khe, khí hậu, vị Sa môn cũng phải biết dùng lời từ ái, tâm bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời tri túc, nhẹ nhàng, an tịnh, để ban rải sự sống trong lành, cao đẹp cho tất cả chúng sanh. Đúng như Đức Bồ Tát có lần nói với trời Đế Thích, Ngài là vị trời có nhiều quyền năng và quyền lực. Nếu Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện, thì tôi sẽ không mong ước nguyện ấy thành tựu cho mình, tốt đẹp cho mình. Tôi sẽ ước nguyện rằng, cầu cho tất cả chúng sanh biết thương yêu nhau, đừng ai quấy phá, bức hại ai. Đừng có chúng sanh này làm cho đau đớn chúng sanh khác, dù là tí chút. Đấy là tất cả năm điều về nước, Tâu Đại Vương. Về lửa cũng có năm điều, Tâu Đại Vương. Thứ nhất, lửa có tính năng là đốt cháy, thiêu hủy mọi vật, không phân biệt sạch, dơ, khô hoặc tươi. Vị Sa môn cũng cần phải dùng tuệ diệt, tuệ thiêu hủy để đốt cháy tất cả phiền não bên trong và bên ngoài, cả chuyện vừa lòng lẫn cảnh nghịch ý. Thứ hai, lửa không có lòng dạ thường xót cỏ rác, gỗ mục hay hoa đẹp, cây xanh, nó đốt hết. Cũng vậy, vị Sa môn cũng không nên có lòng dạ thương tưởng đến các loại phiền não, dù phiền não ấy thô thiển hay vi tế, có sắc xấu hay sắc đẹp, phải đốt hết, không một loại trừ nào cả. Thứ ba, lửa có tính năng đối đãi với lạnh, đối trị với lạnh, ngăn sự lạnh. Cũng vậy, vị Sa môn cũng phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa, đối trị với phiền não. Thứ tư, lửa tỏa nhiệt, tỏa hơi nóng. Người ta có thể dùng lửa để nấu ăn, để đốt vật dơ uế, để sưởi ấm, đem đến lợi ích cho nhiều người. Cũng vậy, vị Sa môn cũng phải biết lấy lửa nhiệt tình, lửa ấm áp ấy để đem đến lợi ích cho chư thiên và loài người. Thứ năm, lửa hằng chiếu sáng, soi rọi được những chỗ tối tăm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải biết dùng trí tuệ, tuệ minh để chiếu rọi mọi ngõ ngách thâm u của vô minh, ái dục và tà kiến. Tương tự như lời Đức Phật dạy cho Rahula như sau: Này Rahula, con hãy thường xuyên tham thiền về lửa, quán tưởng về lửa, đến một lúc tâm con sẽ giống như lửa, khi ấy các
các bất thiện pháp sẽ không còn đè nén bức hại tâm con được. Về gió cũng có bốn điều cần phải học hỏi. Xin Đại Đức hãy giảng tiếp cho nghe. Tâu vần. Thứ nhất, gió mạnh làm cho cây gãy, lá rụng, đôi khi bật luôn cả gốc rễ. Vị sa môn cũng phải tu tập tạo sức gió mạnh. Do định lực và tuệ lực để cành, nhánh, lá, gốc rễ của những pháp hành Sankhara có phiền não bị rơi rụng, bật gốc đi cũng y như thế. Thứ hai, gió thường ngao du, đi khắp giữa hư không. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải để tâm tiến tu, phải đi khắp vào các cõi xuất thế gian. Thứ ba, gió thổi mang mùi hương hoa rừng thơm ngát, đi nơi này, nơi kia. Vị ẩn sĩ sa môn cũng phải mang hương hoa trong lành của giới, của giải thoát, tỏa đi khắp các cõi người và trời y như thế. Thứ tư, gió không có trụ xứ, không lưu luyến chỗ ở, thành thoát đi nơi này, đến nơi kia, không ai tìm ra dấu vết. Cũng vậy, vị tỳ khưu không nên có chỗ ở, không lưu luyến trụ xứ, không quyến niệm ai, không ràng buộc bởi ai, thanh thản đi nơi này, đến nơi kia, không hề dính mắc. Đúng như lời Đức Tôn Sư đã thuyết, không có chỗ ở thì sẽ không có chuyện lưu luyến chỗ ở. Khi không có lưu luyến chỗ ở thì trần cấu phiền não sẽ không có. Đấy là cảnh giới của Bậc Mầu Ni. Về núi cũng có năm điều Tâu Đại Vương. Thứ nhất, núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động, không dời đổi, dù gió to hay bão dữ. Vị sa môn cũng phải biết học núi, phải biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không dời đổi giữa cõi thiện ác, phải trái, khổ vui, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai. Đúng như Đức Đại Bi đã thuyết, núi đầy đặc, không trống bọng ở giữa, không hề di động hay chuyển động, bậc trí tuệ cũng nên như thế, phải đầy đặc giới, định, tuệ, không trống rộng ở giữa, khả dĩ an nhiên, tự tại, trước lời khen, tiếng chê của cuộc đời. Thứ hai, núi là một khối thuần nhất, độc lập, không thể dời núi đi đâu, không thể dồn núi vào chung một quần cư, không thể chất đống núi lại. Tương tự thế, vị sa môn không thể thay đổi, di dời chí nguyện và phẩm hạnh, không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay là cư sĩ người đời. Thứ ba, trên đỉnh núi không cây gì mọc được, cũng vậy vị sa môn phải giữ tâm mình như đỉnh núi, không thể cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm tăng trưởng được. Thứ tư, đỉnh núi là chỗ
chỗ cao nhất của ngọn núi. Bởi vậy, hành giả cũng phải nên tu tập, tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ, đúng như Đức Đạo Sư đã thuyết. Bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự dễ dùi, giải đãi, buông thả, khi ấy mới có thể lên được trí tuệ đỉnh cao. Ở đấy sẽ không còn si mê, ưu sầu. Nhìn xuống thế gian thì chúng sanh đang si mê, ưu sầu, khổ đau không thể tả. Thứ năm, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, vị sa môn sống hạnh khước từ xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đồng hóa với thế gian, biến thành như thế gian. Tương tự thế, nàng cận sư nữ Subhadra có nói rằng: phàm tình chúng sanh ở trong đời, nếu được lợi thì kiêu mạn cuồng vọng, nếu mất lợi thì ưu sầu thở than. Là sa môn, chúng ta không như thế, không bao giờ vì lợi lộc khen tặng mà để tâm trôi nổi theo thế gian thường tình. Tất cả đấy là năm chi về núi Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. Về hư không, Đại Đức Na Tiên nói: về hư không thì chắc Đại Vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ. Nó có năm điều là: thứ nhất, không ai nắm bắt được. Thứ hai là nơi dạo chơi của chư thiên hoặc người có thần thông. Thứ ba, không có chỗ ở. Thứ tư, không cùng tột. Thứ năm, trống rỗng, không ngăn lại. Đại Đức Na Tiền đáp: đúng vậy, một vị tỳ khưu với sa môn hạnh của mình cũng không để tâm cho phiền não nắm bắt, phải dạo chơi ở chốn không bị ràng buộc bởi vô thường, khổ não, vô ngã, lìa tất cả mọi cảnh giới, không trú vào một cõi nào. Tài tình danh lợi không vướng mắc, phải có tâm vô lượng, giới vô lượng, tuệ vô lượng, không có mé bờ. Thứ năm là tâm phải rỗng không, hoàn toàn không ngăn ngại trước mọi phe nhóm, thân quyến, lợi lộc. Tất cả năm điều ấy đúng như Đức Đạo Sư đã dạy Rahula: này Rahula, con nên thực hành tiến tu làm thế nào cho tâm trở nên rỗng không như hư không vậy? Về mặt trăng, xin Đại Đức giảng giải cho. Nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh. Tâu vần, mặt trăng cũng có năm điều. Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng huyền tỏa ánh sáng rất yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế, giới, định, tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Thứ hai,
mặt trăng là một vật rất lớn. Phàm hành giả tu tập xà môn hạnh phải nuôi dưỡng đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần trong đêm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải ở nơi thanh vắng, thực hành nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên nơi thanh vắng. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Vị tỳ khưu cũng vậy, chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban rải cho thế gian, đúng như Phật ngôn trong Samyutta Nikaya: Này các thầy tỳ khưu, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi, phải thu thúc gìn giữ phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đấy là năm đức tính của mặt trăng ở nơi một vị sa môn Tâu Đại Vương. Về mặt trời thì có 6 chi như sau. Thứ nhất, mặt trời có tính dụng làm cho khô, thiêu đốt mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Thứ hai, mặt trời diệt những chỗ tối tăm, vị tỳ khưu cũng phải trừ diệt những tham lam đen tối, những sân hận đen tối, những si mê đen tối, những tà kiến đen tối, trược hạnh đen tối. Thứ ba, mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay vần quanh chính mình. Vị tỳ khưu cũng phải như thế, phải sống theo giới luật của mình, phải xoay quanh phận sự của mình, đừng nên để cho giới luật mình hư hỏng, phận sự của mình trái lệch. Thứ tư, mặt trời có tính năng tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Vị tỳ khưu khi tu tập phải nung nóng nhiệt tình, làm cho chư thiên và nhân loại cũng phải nóng lên do hạnh kiểm, giới đức, thiền định, lục căn thanh tịnh, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc và giải thoát của mình. Thứ sáu, mặt trời trong hành trình của nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Vị tỳ khưu cũng phải thế, phải hằng kinh cảm, thương xót chúng sanh, lặng hụp trong 4 đường ác, đầy dẫy chấp thủ, tà kiến, phiền não, đi sai lầm đường, nên phải chịu những thống khổ. Thứ sáu, mặt trời hằng soi chiếu, tỏ rõ mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải soi chiếu, tỏ rõ tâm mình, pháp thực hành của mình. Tôn giả Phật Kỳ Xá có thuyết rằng, khi mặt trời mọc lên, soi rõ thấy sắc của tất cả vật hữu sắc, xấu tốt, sạch dơ,
nó đều thấy cả. Vị tỳ khưu cũng phải vén mở vô minh và ái dục để nhìn thấy pháp, tỏ rõ pháp, đồng thời cũng phải giúp chúng sanh thấy rõ như mình đã thấy. Về trời Đế Thích, Tâu Đại Vương, trời Đế Thích có ba điều là: thứ nhất, hằng mãn nguyện trong phước báo an lạc của mình. Thứ hai, Ngài là vị vua lớn của chư thiên. Khi gặp chánh pháp rồi thì hằng tán dương chánh pháp, làm cho phước báo an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa. Thứ ba là trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự thế, trước hết vị tỳ khưu cũng phải thỏa thích an lạc trong cõi vắng lặng của mình. Thứ hai là hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý to lớn, luôn luôn hoan hỷ tươi vui, giải trừ lười biếng, giải đãi để cho an lạc vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa. Thứ ba là không bao giờ chán nản trong cõi thành vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng. Về chuyển luân thánh vương thì có bốn điều, Tâu Đại Vương. Vâng, trẫm xin nghe. Thứ nhất là đức chuyển luân cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế độ. Tứ nhiếp pháp, vị tỳ khưu cũng hằng nên như thế, dùng bốn pháp tế độ để sống chan hòa với tứ chúng môn đệ. Thứ hai, trộm cướp không bao giờ phát sanh trong quốc độ của vua chuyển luân. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho quốc độ lòng mình yên vui, thanh bình, đừng để cho các loại đạo tặc là các tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, phát sanh nhũng loạn, tác hại. Thứ ba, đức chuyển luân mỗi ngày thường nghĩ đến thiện ác, nghĩ đến phước tội, và thường giáo huấn, nhắc nhở muôn dân trong quốc độ của mình, rộng cho đến biên cương, hải đảo, sống đời hiền lương, trong sạch. Vị tỳ khưu cũng mỗi ngày phải giáo dục, nhắc nhở thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho tốt đẹp thêm, hoàn thiện thêm, đúng như lời của Đức Tôn Sư thuyết trong Akutara. Bậc xuất gia phải luôn luôn nghĩ rằng ngày và đêm trôi qua, ngày và đêm cứ trôi qua như thế, ta phải làm gì với phẩm hạnh sa môn? Thứ tư, đức chuyển luân tuy sống trong quốc độ thái bình, an lạc, nhưng Ngài luôn đề phòng cả bên trong lẫn bên ngoài, không để cho bất cứ một hiện tượng xấu ác nào phát sanh có thể làm nguy hại cho quốc gia. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải thường trực chánh niệm và tỉnh giác để canh giữ giặc trong cũng như giặc ngoài, đừng để cho phiền não có cơ hội khởi động, tác hại, quấy phá mình, đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết. Này các tỳ khưu, các vị thinh văn, A-la-hán, thường có chánh niệm và tỉnh giác, thường trực ngăn niệm ác, giữ niệm lành, thường dứt pháp có tội và tiến tu pháp không tội, luôn để cho tâm mình thuần khiết, trong sạch.
ghi chú. Bốn pháp tế độ là tứ nhiếp pháp, là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.